lệnh một chút xíu mình đi xăng tặng một test cái ca mới của mình nha, Goro 8 của mình nha. Anh em thấy không, đây là cầu sông cầu An Linh. Cầu An Linh thuộc xã An Linh, huyện Phú Giáo, Bình Dương nha anh em. Hôm nay mình đi với cây T3 chạc cột, hàng của bác Tony Nguyễn nha. Đẹp quá, hôm nay nước lớn. Nước này mà có anh em nào mà đam mê câu cá sông thì cứ lên đây câu, nghe nói đây nhiều cá lắm. Đó. Rồi anh em thấy không, chỗ này sắp là hơi bị nhiều quá, nhưng mà có một mình thì không có bem được. Đây là cây gì bông đẹp quá. Đó. Chỗ này mà ra mà chụp hình tự sướng là tuyệt vời luôn nha. À, khổ dây mình bắn hôm nay á, sử dụng là dây pha con khổ 13-19-180 kéo sumi nha anh em. Bây giờ thì let's go, chúc anh em có một ngày mới thật nhiều niềm vui hạnh phúc. Giờ let's go nha anh em. Em đầu tiên nha anh em. T3, em đầu tiên nha anh em. Đây. Một em cu nhí đầu tiên nha anh em. Trên dây điện còn có một em nữa kìa. Mình đem luôn em này luôn cho anh em xem nè. Hai em, wow. Em thấy nó nổ không? Rớt. À, mình vô bịch lụm nha em thấy nè. Chúng viên bia mà nó nổ giống như pháo á, mà nó còn bay vậy anh em. Con nhí này nó trù lắm. Tại vì nó ở gần với cái bầy bò nè, cho nên nó cũng trù như trâu bò giống như mấy con bò. Nó rớt ở đâu rồi? Có tìm được không đây? Đây. Nó rớt ở đâu đây? Rồi đất trống này thì còn thấy chứ không? À đây rồi anh em. Đây nha anh em. Đây. Anh em xem mình bem nó từ khúc dây điện ngoài đó, chúng bị nhiên đạo mà nó OB bay vô tới đây. Anh em thấy cu nhí ở đây nó trâu không? To lắm anh em, mập. Đó, anh em xem. Mình tránh xa cái em bỏ coi kia. Em bò kia đang có con. Tụi mình vua bắt con nó dí là mệt luôn á. Rồi. Wow, hai em. Một chỗ hai em nha anh em. T3. Đây anh em. Rồi, tiếp tục let's go. Quá anh em ơi. Đây rồi nè.
không nhớ anh em. T3 rồi. Bắn thì là bắn chim là chuyện nhỏ, mà lụm chim mới là chuyện lớn anh em ơi. Đi một mình vất vả lắm. Rồi. Có con nào mới kêu kêu lên, lấy 3-4 con đậu đây rồi. Nó còn bay hết. Rồi. Mình lên kiếm con cu nha anh em. Tiếp tục, let's go. Luôn qua kia cái cườm trâu thiệt chứ, chết một con cò nha anh em, chết một con cò nha anh em. Quay vô chết một con cò. Sao mày chạy đi đâu, mày chạy đi đâu? Ui xa xa nào. Em chạy gì đâu, khó khỏi tay anh. Trời ơi. Đây nào, cố lên. Ôi xa. Một em co nha anh em. Ôi xa. Một em co, ôi xa nó bự. Một em co nâu nha anh em. T3 nha anh em. T3. Quá đã anh em ơi. Quá đã. Oh. Một phát gãy cánh anh. Quá đã. Bắn cũng đây cũng khá xa nha. Để mình quay lại mình đếm cho anh em xem là bao nhiêu mét nha. Đây bắn ở đây từ xe anh em thấy không, từ xe đây 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 35, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45 bước của mình chắc cũng mình cũng không biết là bước của mình là bao nhiêu nữa, mình cũng độ khoảng chừng 20-30 mét gì đó anh em ơi. Đây anh em. Coi nha anh em, coi nha. Ok, quá phê. Quá mau quá. Quá phê. Quá tê nha anh em. Let's go. Tiếp tục nha anh em. Rồi. Một em bó cá. Quá anh em ơi. Quá đã. Một siêu phẩm luôn em. Để mình chạy qua mình lấy cho anh em nha. Tới một con xuôi luôn anh em ơi.
hy vọng là mình tìm thấy nó. Đây nha anh em thấy không, đây nha, rất thẳng luôn anh em nha, quá đã anh em ơi. T3 nha anh em. Úi da, cái gì nó còn sống á, cái này phải cẩn thận, nó cắn, nó kẹp ở đâu lắm anh em, nó kẹp đâu giống như là cua kẹp luôn á anh em, thấy không? T3 nha anh em. Wow, anh em thấy bắn tương ngoài đường vô tới đây anh em. T3 anh em. Quá cá, quá đã, bắn một viên ngay ức luôn anh em nè. Ngay ức, ngay cổ, ngay cần cổ luôn. Đã quá. Wow, còn sống anh em. Bởi dòng này anh em cẩn thận nhé, nó kẹp một cái là đau lắm nha anh em. Y như là cua, y như là cua càng kẹp anh em. Có anh em nào có từng đi bắt cua lần nào chưa? Nó kẹp, mình nhớ hồi nhỏ mình đi bắt cua, cua kẹp riết mà hai mấy tay mình sưng lên luôn á. Bây giờ thì let go nha anh em, tiếp tục. Bây giờ một ná thủ nha anh em. Một ná thủ mình đi rồi, mình gặp một ná thủ đang bắn con cua cườm trên dây điện nha anh em. Ba nhiêu rồi, rồi nó bay luôn rồi. Tiếp tục nha anh em. Anh em thấy cò trắng không? Quá trời cò. Anh em thấy chưa? Anh em thấy cò bên mình không? Hôm nay nói chung là năm nay ít lắm. Năm nay không có nhiều như năm rồi. Năm rồi là đậu trắng luôn rồi cái hồ luôn nha anh em. Hôm nay nghe cò và ít lắm. Đó, anh xem, anh em xem, mình chạy lên cái khúc trên này cho anh em xem. Rồi, kìa, anh em xem đậu trắng là kìa ha. Mà sao mà hôm nay cò nhát lắm anh em ơi, bị các cao thủ phem nhiều quá rồi nhát. Rất là nhiều cò. Năm rồi là cò nhiều lắm. Năm nay cũng bằng một phần của năm rồi. Trời ơi. Rồi làm sao mà lại mình lấy đây ra. Ôi rớt vào trong đó rồi anh em ơi. Không lấy được rồi anh em ơi. Trời uổng quá con cò. Rớt ngay vào cái chỗ coi trong cái đám rau muống đó. Để mình tắt một camera cho mình tìm cái đường nào vô mình. Một em T3 nha anh em. Một em chèo béo. Đây, một em chèo béo nha anh em. Tự nhiên bay ra trước mặt ta đậu. Bay ra trước mặt cái đầu nè. Rồi tiếp tục let go nha anh em. Ôi
Trời trời trời. Trời trời. Trời, trời ơi, ra sao lụm hết trời. Có cây đó luôn rồi nè. Còn mình vô xong nha. Trời ơi, trời ơi. Sao lượm đi. Trời ơi. Ta chịu chết. Bây giờ thì tiếp tục nét vô. Ôi, bắn chim được lượm chim cực quá. Để đi cho nè. Nhưng mà người ta ra là đi. Lượm chết. Chạy. Chạy thôi. Lượm chim xong rồi chạy. Hello anh em. Và đây là cái thành quả sau 2 tiếng đồng hồ của mình đây nha. Cho anh em xem. Đây sau 2 tiếng của mình nha, mình bắn chủ yếu mình hôm nay là mình đi mình test cái cam của mình thôi, mình test cam mình thôi. Đây anh em xem được một em cò với được một em sóc đất đó nha anh em. Sóc đất thì nó lẹ quá, mình không có bật máy quay cho anh em xem được. Đó, mới cu con chèo bẻo đó. Thành quả của anh em mà mình đây đó. Đó, anh em thấy hôm nay là cái ngày mình đi test cam thấy ok hả? Như đây về xào xả thì xào xả là tuyệt vời rồi nha anh em. Ok rồi, rồi hẹn anh em vào một cái dịp gần đây nha. Rồi, chúc anh em nhiều sức khỏe.